Vâng, AC Milan góc 11 giờ. Vâng, trận này sẽ Des sẽ làm thế nào, đưa ra chiến thuật như thế nào, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Vấn đề, vâng, đánh cùng vấn đề vẫn là dừng và thế nhà, đó vẫn là điều cốt tử. Vâng, bãi quả đầu đẹp, vướng một cây gỗ 40 nhưng không sao, vẫn có chỗ đống gờ cực kỳ đẹp. Vâng, một cánh rừng thông nằm ở phía dưới, hướng chắn từ dưới 9 giờ đi lên. Trong đánh cung thì rất nhiều người sẽ thích đánh AC Milan như hơn là đánh sen. Đánh sen thì thiên nhiều về thể lực, về tay to, phát triển đều, sóc đều dân thì mới tăng đều A được. Nhưng trong đánh AC thì chỉ việc 25 cộng 1 là hoàn toàn có thể sóc đều được 5A. Nhưng với điều này về sen là rất là khó, khi dân AC là lợi hơn rất nhiều về việc di chuyển. Tốc độ di chuyển tăng thêm 33%, tăng cường khả năng làm ăn rất nhiều. Cảm giác như dân AC chưa cần nâng bánh xe thì cũng đã bằng dân sen có bánh xe đến nơi rồi. Vâng, nhà đẹp, hai bãi rừng. Vâng, một cánh rừng dừa chắn trên kia ở nhà là có thể đánh cung mà nhìn đã cảm giác như đã nhìn thấy vị trí đông A. Vâng, cần phải dò rộng thêm. Tôi nghĩ là đánh cung R thì cần phải dò tối thiểu khoảng 20% map. Ngoài cái việc là đồ ăn đã đầy đủ thì còn phải xem cái việc là thế nhà như thế nào. Nếu như trong trận thi đấu vừa rồi Destiny có thay anh có thể dò rộng hơn thì anh sẽ cơ cấu nhà tốt hơn. Các bạn có biết là thực ra là đánh ở Trung Quốc, các game thủ Trung Quốc đánh solo cung thì hầu như là đánh sen. Vào quán đánh thì 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 toàn sen là sen. Họ rất là tinh thần dân tộc rất cao, chỉ đánh đúng dân tộc tàu của mình thôi. Sau đó thì và đặc biệt là nếu solo hoặc là 2-2 sen thì Trung Quốc thường đánh với cái map hưu. Rất dị. Nhưng mà như thế sẽ tập trung vào phát triển. Và trận đấu sẽ là một trận đấu đường trường và thể lực nhiều hơn. Nó đòi hỏi cần yếu tố nhiều yếu tố hơn. Rõ ràng tại sao nhiều người thích đánh random hơn đánh cung là một điểm. Đấy là random thì các bạn phải quản lý thêm một loại tài nguyên nữa, đấy là vàng. Cân đối ba loại tài nguyên sẽ khó hơn rất nhiều so với việc cân đối hai loại tài nguyên. Vị trí đặt S đẹp nhất thì lại có bãi đá hơi tù trong trận thi đấu này. Không sao. S đầu với việc gỗ đầu sớm, Destiny đã được đóng gỗ đầu sớm ở dân thứ 17. Anh câu tiếp con voi thứ hai về, cần dò rộng lên thêm như phía 12 giờ. Vị trí đóng A có lẽ sẽ nằm ở ngay cái chỗ phía sau thằng dông dân này. Hiện nay ghi tím điểm cao hơn Destiny. Vâng, chết dân, hơi tù trong ta thi đấu này. Một sai lầm khá cơ bản của Destiny trong việc ép đời. Không sao, nhà đẹp. Vâng, một bãi quả phụ, lực khỏe. Đúng ra xem Destiny sẽ làm thi đấu như thế nào, trong trận thi đấu nào để quật ngã được một trong những người đánh hay nhất Việt Nam trong thời điểm hiện tại về cung R. Yugi và bắn chim đã từng thắng cả Trung Quốc trong kèo solo đánh 22 AC. Và chúng ta sẽ xem Destiny sẽ làm như thế nào trước một đàn anh. Vâng, nhà không có nhiều rừng, tôi nghĩ rằng Dead cần phải dò rộng thêm một chút nữa về một hướng nào đó. Cần tìm thêm rừng, nhưng anh ăn rừng như thế này thì chỉ có đánh được 2S với cung RAC. 26 dân chưa có dấu hiệu ngừng xin dân. Thì việc đánh 2S như này chẳng lẽ anh lại đóng S3 ở cạnh cái rừng dừa. Hơi tù, 2S ở một cái rừng dừa thì quá tù. Vâng, đã ngừng xin dân. Vâng, cái bài như thế này nếu như Dead không chết dân, tôi nghĩ là hoàn toàn với việc AC thì cái việc đánh ép sớm sóc châu cung trong khoảng 3-4 tân đầu để úp chết đối thủ là cái việc hoàn toàn có thể. Nhưng mà nhà cũng là khá là đẹp, đồ ăn hoang là nhiều, vẫn còn khá nhiều hiêu, vẫn còn một bãi hiêu này vẫn ăn nguyên, bãi quả mới chỉ vừa ăn thôi. Lực là rất là khỏe để cho Dead trong trận thi đấu này, nhưng vấn đề là rừng là không nhiều. Nếu trận này thì đấu đánh đường trường với một game thủ có một cái đầu đầy sỏi và sạn như Yugi thực sự là vất vả, vì sẽ liên tục bị công vào các bãi gỗ. Một cái S nhân đôi của Dead, một cái S nhân đôi ăn 2 bầy hiêu và chung là 1. Ăn như vậy là ăn 11 con hiêu sẽ ở cái S này. Có lẽ cũng sẽ không ăn hết số hiêu. Không biết sẽ có ăn hết số hiêu không, hay là sẽ quay về đóng ruộng chắc bài. Thường thì các game thủ đánh cung thì thường sẽ chọn lối đánh chắc bài. Vâng, chỉ đánh A sẽ đóng ngay tại chỗ S này thôi. BM cạnh con mép con vực đây rồi. Bo toàn hàng cứng thôi.
À, các bạn thấy anh cân đối tài nguyên là hơi lỗi khi thừa lượng gỗ là quá nhiều. Công việc như này thì lực sẽ rất khỏe cái việc đắp được rất nhiều ruộng. Nhưng mà lên thì không sớm, vâng 11 linh 8 linh 9 anh đã kích đời với 26 dân Syrian. Vâng, đang dò thêm nhà và rừng. Rõ ràng là thế nhà của Destiny không phải là quá đẹp trong trận thi đấu này. Có lẽ là anh nên ép sớm với nhiều A. Vâng, đã nâng chặt gỗ. Gdes thì hiện nay đang điểm cao hơn so với Yugi tím. Có lẽ điểm này là điểm lên đời. Vâng, chắc là Gdes đánh 26 dân chắc là lên đời trước Yugi. Vấn đề đấy là chỉ đời 2 thôi, còn đời 3 thì sẽ là như thế nào. Vâng, vị trí đóng nhà của Gdes là khá đẹp. Nhưng bãi rừng kia ăn lộ ra ngoài thì nếu như trận thi đấu trong trận thi đấu này nếu như nhà của Yugi nằm ở góc khoảng từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ khó hơn cho Death, nhưng không sao, một vị trí đông A khá tuyển rồi. Anh không ăn nốt bầy hươu mà quay về xóa ruộng chắc bài. Nếu là tôi thì tôi thích cái lối đánh công phũ phàng, đánh đặc biệt là đánh AC thì sẽ thiên về đánh công nhiều hơn, đánh công phũ phàng bằng cách là ăn ép nốt bầy hươu kìa. Hoàn toàn thể sóc nhiều hơn 4A. 5A là việc cực kỳ khá đơn giản, tiết kiệm gỗ đóng ruộng trong thời điểm đầu. Sóc đều được 5A trong khoảng 3 turn đầu. Sau đó thì sẽ tính tiếp bằng việc đắp ruộng. Sau đó dân sinh ra sẽ đắp ruộng. Vâng, trận này chắc là Death cũng đánh 5A thôi. Ruộng đã quay được chừng này rồi. Anh đánh 4A rồi. Có lẽ là anh cân đối thực gỗ là hơi chắc chắn quá. Vâng, hơi khó để đánh 5A trận thi đấu này. Nhưng mà rừng là không đẹp, lượng gỗ không đủ nhiều. Muốn đánh thêm 1A nữa sẽ cần 70 gỗ xin quân, 150 gỗ đóng nhà, 220 gỗ nữa. Death lên sớm hơn một chút. Vâng, lên sớm sẽ đánh công. Các bạn cho xem một trận thi đấu công phũ phàng của Gdes. Vâng, tuần đầu lại vẫn chỉ sắp được 3A thôi. Vâng, một con ra chậm, không sao, lực là khỏe. Vâng, đây rồi, thêm một cánh rừng nữa cho Destiny. Hy vọng rằng nhà của Yugi nằm ở đúng hướng này. Vâng, Yugi cũng có tuần đầu đi vào ngay. Vâng, chỉ lên đời sớm hơn nhau chỉ một chút thôi, chỉ một tốt, nhưng Yugi đánh 5A. Khó cho Death trong trận thi đấu này rồi. 5A, sóc đều. Vâng, cực kỳ tiêu chuẩn dành cho Yugi. Yugi tím rồi. Vâng, cửa này thì có lẽ là người tím sẽ là Death chứ không phải là Yugi. Vâng, đúng như tôi đoán thì sẽ là thế nhà khó dành cho, cái bài khó dành cho Death khi mà nếu như nhà Yugi nằm ở góc từ 6 giờ đến 9 giờ. Thứ này công vào thì sẽ công ngay được vào cánh rừng dừa. Bởi bây giờ là Yugi hiện đang còn chưa công giáp vào cánh rừng dừa mà chỉ đang tập trung ốp A. Và anh đã lỗi trong tuần thi đấu này. Khi mà một tuần đi vòng của Death đã vào nhà ăn tạm vài dân làm cho bãi thực của... Vâng, Yugi dâng A. Không, nhìn thế này thì không phải là dâng A. Có thể Yugi bò cực rộng nhà của mình. Vâng, có một thằng dân lên đảo. Vâng, rất hay. Cực hay thì cho Death trong tuần thi đấu này. Vâng, nhà anh cũng móc máy cực kỳ bá đạo. Nhưng mà liệu có làm ăn được gì không? Vì những con cung R thì Asian sinh ra sẽ là đầy máu. Còn những con cung R Death thì đều đã là thương binh cả rồi. Móc máy cực kỳ khó chịu. Yugi nhà hai nhà A cực kỳ gần nhau. Như vậy đây sẽ không phải là trận đánh phát triển. Trận đánh thi đấu này sẽ là úp A, tập trung úp A rát đều cung R. Tập trung việc đều cung R sẽ không rất khó phát triển khi mà nhà A gần nhau như thế này. Cung đẩy đi là rất khó. Death đang còn nắm một chút lợi thế. Vâng, điểm của Death cao hơn, đang nắm một chút lợi thế khi có hai con cung R. Vâng, chỉ còn một con trong nhà của Yugi. Cung R này thì chắc không ăn được nhiều dân nhưng sẽ có nhiều tác dụng trong việc quấy phá làm mất tay của Yugi. Vâng, các bạn này thấy Yugi sẽ tốn khoảng một kích cung R. Một kích ở đây tôi nói là một turn. Vâng, khoảng 5-6 con cung R để đỡ cho một con cung R thôi. Như vậy là trên chiến trường chính thì Destiny sẽ giành lợi thế với nhiều cung R hơn. Vâng, Death đang giành lợi thế nhưng vấn đề bây giờ là 4A đối với người 5A. Death đã tăng A nhưng lượng gỗ nhanh bắt đầu thiếu khi các cánh rừng bắt đầu xấu dần. Vâng, các bạn thấy các anh đều là cực kỳ hay trận đấu đỉnh cao.
Vâng, đỉnh cao ACDN ở Việt Nam. Nhưng cung R của Yugi sinh ra những con cung R đầu đầy máu. Hãy coi chừng một turn đi ảo. Vâng, cả hai game thủ hãy coi chừng cả một turn đi ảo. Vâng, Dev vẫn đang điểm số cao hơn. Anh sóc dân đều khỏe hơn. Có lẽ bây giờ không cần phải tập trung quá nhiều việc sóc dân, cần tăng A đều. Hai nhà A đối đầu với nhau như này thì không cần gì phải tăng dân hay phát triển quá nhiều. Cứ tăng làm sao sóc đều được khoảng tầm 6-7 A đều lên. Vâng, như bạn thấy Yugi rõ ràng anh kinh nghiệm hơn trong việc này. Dev đã sai lầm trong turn thi đấu này. Tôi nghĩ rằng Dev đã sai lầm khi việc đem quân đi móc máy. Hoàn toàn sai lầm. Móc quá nhiều như thế này thì cái chiến trường chính đánh trong cung R thì việc quan trọng nhất sẽ là bị Opa. Nếu như để bị Opa thì dù tham có đè thì cũng rất khó để bật, đặc biệt với cung R Isidian. Anh không nên vâng, nếu như chiến trường chính mình bị thua thì cái việc chiến đấu giữa hai nhà mà anh bị thua thì sẽ rất khó cửa bật với cung R AC và những người quản map tốt như Yugi. Tôi nghĩ là anh nên tập trung vào việc đấu ở chiến trường chính. Vâng, các bạn có thể thấy. Nhưng mà lợi thế của Dev bây giờ là việc Yugi rất khó có thể sóc đều những tên cung R của mình. Vâng, các bạn thấy rằng là Yugi hoàn toàn không đẩy sâu cung R vào trong để ăn dân. Mặc dù cung R ACDN ăn dân thì cực chất, nhưng bây giờ việc của Yugi bây giờ là sẽ đứng OPA, sau đó tập trung phát triển. Vâng, chuẩn bài sẽ là như vậy. Sau khi OPA mình sẽ thường thì sau khi OPA đối thủ thì sẽ tập trung về phát triển, tách một vài con vào bắn dân. Vâng, Destiny đang đánh mất lợi thế của mình, với đánh mất lợi thế của mình và đã để lộ ra điểm yếu cực lớn của mình khi nhà cửa là xấu rừng và hở rất nhiều. Lượng ruộng của anh bây giờ đã không đủ để sóc đều. Vâng, bây giờ thì gỗ lại thừa. Vâng, không còn một chút nào khi cánh rừng dừa, một cánh rừng dừa duy nhất của nhà anh bây giờ đã bắt đầu có dấu hiệu hết rồi. Vâng, một kèo khó, một cửa khó dành cho Destiny. Vâng, nhà của Acidian của Yugi là cũng cực xấu và cực lủng. Như vậy thời điểm đầu thì điểm của Yugi cao hơn chính là điểm dò. Vâng, điểm dò nhà. Và các bạn này thấy Yugi đã rất là chính xác trong việc là đóng A vượt hẳn lên, bò rộng và đánh công. Vâng, nhưng mà Yugi cũng đánh công và Dev cũng đánh công, nhưng vấn đề là ai giữ được cái thế công của mình. Và đến thời điểm này thì Dev cũng rất khó, phải anh phải tập trung vào điều R, không còn tay để sóc đều quân nữa. Hơn nữa cung R đã bị bắt dốc. Vâng, nên chặt gỗ 2 có phải là quá muộn không? Yugi giờ này đã có chặt gỗ 2 từ khá lâu rồi. Bây giờ đánh cung R Acidian thì hoàn toàn sẽ bật ngược tham trong cái việc là đánh ăn hoang sóc cung. Nhưng để xem Destiny sẽ làm như nào trong trận đấu này. Phải chăng sẽ là một tên đổi nhà? Đang hoàn toàn có thể khi mà nhà Yugi là một nhà lủng, đem toàn bộ cung R lên đổi nhà nơi trở lại nhà A. Yugi sẽ phải kéo cung R về đỡ nhà. Có đó thì ta sẽ có thời gian ăn hoang phát triển sóc quân. Vâng, tự tích quân. Và lúc đấy việc hai bên sẽ đặt quả nhau. Vâng, Yugi cực kỳ thính. Các bạn có thể thấy những game thủ đẳng cấp cao hoàn toàn không hề vớ vẩn. Rất khó để có thể ăn cắp được một vài dân của đối phương. Đây rồi, không ổn, không ổn rồi. Đã bị lộ hàng. Vâng, với một game thủ như Yugi tôi nghĩ là góc kia đã bị phát hiện và sẽ có đôi ba cung R lập tức được đẩy vào đó. Vâng, đây chỉ là một tên gọi là đi móc máy thôi, không thể gọi là đổi nhà được. Các bạn thấy Yugi cái thế nhà anh bò rộng như nào. Anh gọi là thâu chọn cái góc từ khoảng 6:30 7 giờ, từ 7 giờ lên 9 giờ. Vâng, ôm một góc rất rộng. Và khi đẩy cái cung đi thì Yugi không quên để lại một con cung R trong nhà của Dev để việc quản lý việc phát triển. Và đó là việc lối đánh cực kỳ tinh quái. Vâng, anh lập tức quay lại bắn dân. Bây giờ thì hoàn toàn không còn cửa cho Dev nữa rồi. Tỷ số sẽ là 2-0 trong kèo ACDN giữa Destiny và Yugi. Vâng, timeline này tôi nghĩ là hoàn toàn có thể đánh được. Vâng, timeline là còn có thể đánh được. Nhưng mà xem timeline như vậy anh cần cẩn thận hơn với việc xem tham dân. Xem là Yugi là nhiều dân hay nhiều quân. Nếu Yugi là nhiều dân thì nếu Yugi là nhiều dân thì quân nhiều hơn hãy tìm cách Opa. Còn ngược lại, Yugi là nhiều quân thì ta phải tìm cách móc máy để phát triển.
Không, đấy là sách giáo khoa nói như thế, nhưng vấn đề là làm là sẽ là như thế nào. Làm được nhiều này là không hề đơn giản. Ở góc này tưởng chừng như đã bị phát hiện, nhưng mà Destiny đã bị phát hiện như không. Anh vẫn yên ấm, an hoàng. Và lực an hoàng bắt đầu hết thì anh bắt đầu xóa ruộng. Vâng, anh gọi là như thế này, người ta gọi là chuyển nhà. Viết một cái chiếu rời đô nhỏ nhỏ. Vâng, không ổn thế nha. Anh cũng là một cái đại bị mất quân như thế này thì rất khó. Cần tập trung vào việc điều quân. Đặc biệt là những chiến trường chính. Là chiến trường chính chủ yếu diễn ra đó nơi mà tập trung nhiều cung. Và đặc biệt là các nhà của mình. Nếu như bị ô bà thì rất khó cửa bật. Tôi nghĩ là tạm thời Dead nên chưa nên đánh công vội. Lượng cung của vâng thế đánh thế đứng thế dàn quân của Yugi trận thi đấu này sẽ là đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều. Vâng, Yugi kéo được một kích cung về, như vậy là rõ ràng là tham là có thể đánh được, nhưng mà Yugi là tham nhiều cung nhiều quân. Vâng, bị vẩy e rồi, chắc chắn bị vẩy e khó rồi, quá hay cho Yugi. Chúng ta xem Destiny sẽ làm như thế nào. Vâng, lòng vòng sau đó về nhà. Được Destiny ăn hoang được đây rồi. Như vậy Yugi cực kỳ tinh quái, đứng bắn A, cứ bắn nổ A khi quân nhiều hơn sẽ đứng bắn A để không cho đối phương có cơ hội tích quân. Tham này thì tôi nghĩ là không còn cửa bật cho Destiny rồi, sức lực nhanh không còn nhiều. Còn đó ruộng nương nhà Yugi vẫn là cực kỳ ổn định. Nếu như Death nhận ra một điều rằng là nhà Yugi như này rừng sẽ không có thế về rừng. Nếu như không có nhiều thế về rừng thì nên công vào rừng nhiều hơn là công vào ruộng. Vâng, đi sai thôi. Tỷ số là 2-0 trong kèo Asylian giữa Destiny và Yugi. 2-0 dành cho Yugi.